bạn, những phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin về thực phẩm bẩn tràn lan đã gây lo ngại cho người tiêu dùng. Vậy quý vị làm như thế nào để có thể trở thành những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn được thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn cho bữa cơm gia đình của mình? Chúng ta hãy cùng hỏi ý kiến của chuyên gia nhé. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, bác sĩ Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. Vâng, thưa bác sĩ, trước thực trạng về thực phẩm bẩn tràn lan gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như tương lai của giống nòi, thì bác sĩ có ý kiến gì về điều này ạ? Vâng, thưa chị, thưa bạn xem truyền hình, thì đúng thế, gần đây thì cái tình trạng thực phẩm lưu thông trên thị trường không được an toàn. Nguyên nhân chính của cái vấn đề thực phẩm không an toàn, cơ quan quản lý nhà nước là chúng tôi chưa làm hết trách nhiệm của mình, chưa giám sát được các cái sản phẩm lưu thông trên thị trường, chưa quản lý được là chưa 100% các cái cơ sở sản xuất kinh doanh là phải được xác nhận kiến thức. Còn về phía người sản xuất kinh doanh thì một là thiếu kiến thức, hai là thiếu đạo đức trong kinh doanh, là anh phải không được sử dụng các cái giống dùng cái khoa học biến đổi gen, mà hai là anh phải kiểm soát được cái đất nó phải an toàn, ba là cái nước tưới là nó cũng không bị ô nhiễm, thứ tư là anh phải dùng cái phân bón trong cái quy định của Bộ Nông nghiệp, thứ năm là anh phải dùng thuốc trừ sâu, nó phải bốn đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời gian cách ly và đúng chỉ định. Về chăn nuôi cũng thế, chăn nuôi anh muốn nuôi được con heo con gà an toàn, anh phải kiểm soát được cái thức ăn chăn nuôi, anh kiểm soát được cái nước uống trong chăn nuôi, anh kiểm soát được cái thuốc điều trị bệnh. Còn về người tiêu dùng thì thật ra là chúng ta chưa phải là người tiêu dùng thông thái. Thứ nhất, anh phải biết lựa chọn mua thực phẩm an toàn. Thứ hai là anh phải biết chế biến bảo quản thực phẩm an toàn. Thứ ba nữa là anh phải là người tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Thứ tư nữa là anh phải là giám sát viên về an toàn thực phẩm. Khi mà anh phát hiện là cái cơ sở mà họ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn thì anh phải có trách nhiệm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước gần nhất. Cần nhất là gì? Đó là ủy ban, đó là trạm y tế, xã, phường, thị trấn để làm gì? Bắt cơ sở đó phải thu hồi hết các sản phẩm thực phẩm mà đã đưa ra thị trường không an toàn, để mà có được cái sản phẩm thực phẩm an toàn bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, cho gia đình, cho cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ về những cách lựa chọn và phân biệt giữa thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn được không ạ? Như là rau quả tươi thì đầu tiên chúng ta vẫn phải nhìn sờ nếm ngửi. Nhìn thì cái hình dáng bên ngoài nó phải còn nguyên vẹn, cảnh giác với các cái loại nó quá mập, quá phỏng pha thì cũng phải cảnh giác. Thứ hai là về màu sắc nó phải là tự nhiên của cái rau. Một số rau mà nó được phun quá nhiều các cái chất kích thích sinh trưởng ấy, thì hay là hóa chất bảo vệ thực vật ấy, thì nó lại có cảm giác nhẹ bỗng. Nếu mà cái lượng hóa chất bảo vệ thực vật nó tồn dư nhiều thì nó chúng ta có thể chúng ta ngửi thấy nó có mùi hắc hoặc mùi lạ. Còn thịt thì chúng ta cũng có một số gợi ý để cho người tiêu dùng nên lựa chọn, đó là thịt lợn, thịt bò chẳng hạn. Thế thì chúng ta nhìn cái màng ngoài của cái lát thịt là nó phải khô và màu sắc thì nó phải đỏ tươi hoặc là đỏ thẫm, nó phải óng ả, và cái lớp mỡ thì nó phải có màu sắc sáng và khô, cái độ rắn mùi vị nó phải là bình thường. Khi mà chúng ta sờ nắn cái khối thịt thì chúng ta có cảm giác là chắc rắn và nó có đàn hồi cao, chúng ta lấy cái ngón tay chúng ta ấn vào cái miếng thịt đó, khi chúng ta bỏ ra thì nó không để lại các cái vết bị lõm khi mà bỏ tay ra. Chọn cá thì chúng ta biết rồi, tốt nhất thì vẫn phải là cá đang sống, hay là mới chết thì mắt, các cái mắt của nó vẫn phải trong suốt, hoặc là mang của nó phải có màu đỏ và nó phải vây của nó phải óng ả và cái hậu môn của con cá nó phải thụt sâu vào, và cái thịt cá thì nó phải chắc và nó có cái độ đàn hồi và nó dính chặt vào xương sống. Còn đối với trứng thì chúng ta cũng có một số lưu ý để chúng ta chọn, là có vỏ còn nguyên vẹn và nó phải có màu hồng, nó trong suốt, và khi chúng ta rọi qua ánh sáng ta nhìn thì nó có thể có thấy cái chấm hồng ở giữa. Còn cái thực phẩm bao gói thì cái đó đã quy định là sản phẩm mà đã được đóng gói hoặc đóng chai thì bắt buộc là nó phải còn nguyên vẹn, là người tiêu dùng nên lưu ý. Chúng ta không nên khoe là chúng ta mua được cái hàng sách tay, chúng ta thấy 100% tiếng nước ngoài thì không phải. Đã hàng ngoại thì nó phải có cái tem phụ tiếng Việt, thì đấy với hàng là đã nhập khẩu chính thống và đã được nhà nước kiểm soát. Còn nên lựa chọn các cái sản phẩm ở các cái cửa hàng có tín nhiệm quen thuộc, hay là các cái siêu thị và những nơi có chấp hành đầy đủ các cái điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để mà kinh doanh. Thì đấy là một số các cái chú ý về phía chuyên môn thì chúng tôi gợi ý để người tiêu dùng biết và lựa chọn cho mình cái thực phẩm sạch, chất lượng, an toàn để bảo vệ chính bản thân cho người tiêu dùng, cho gia đình và cho cộng đồng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua phần chia sẻ của bác sĩ Bùi Văn Độ, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, thì quý vị và các bạn hẳn đã có một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Và quý vị hãy chú ý đến việc lựa chọn thực phẩm an toàn bằng những tiêu chí như lựa chọn những thực phẩm an toàn có dấu kiểm dịch hoặc là đã có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, và đặc biệt là chú ý đến nguồn gốc của thực phẩm nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tiểu mục tiêu dùng thông thái của chúng tôi hôm nay. Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Cà phê được bán dưới nhiều dạng, dạng hạt, dạng bột hoặc thức uống ngay tại chỗ. Với khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi tại Lâm Đồng, cà phê cũng là một trong số những cây công nghiệp chủ đạo mang lại nguồn kinh tế cho người nông dân. Hương vị cà phê của vùng đất cao nguyên này không chỉ thơm ngon mà còn mang đến sự trọn vẹn về hương vị cho người thưởng thức.